Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học tiếp theo trong chương trình ôn luyện hóa học lớp 10 tại trang web học vn và bài ngày hôm nay thì sẽ là cái nội dung đầu tiên trong chương trình hóa học lớp 10 chúng ta đó là về thành phần của nguyên tử. Thực ra thì thành phần nguyên tử là thứ mà chúng ta đã được học ở trong chương trình hóa học từ lớp 8 rồi và thậm chí là trong môn vật lý thì các bạn cũng đã được tìm hiểu rồi. Đúng chưa Tất nhiên là với yêu cầu dành cho học sinh cấp 3, học sinh trung phổ thông thì nó sẽ có những cái vấn đề mà mang tính chất là bản chất hơn và đi sâu vào những cái chi tiết À, những cái khía cạnh mang tính chất là bản chất hơn nhé và đó cho nên là à, cũng có sự khác biệt nhất định so với cả chương trình cấp 2 của chúng ta tuy nhiên là nếu bạn nào ấy mà chúng ta vẫn còn nhớ được những kiến thức này ở trong chương trình cấp 2 hoặc là những bạn nào mà đã trải qua quá trình của ôn luyện thi vào lớp 10 chuyên hóa chẳng hạn đúng không thì cái kiến thức về phần này thì chắc là chúng ta cũng đã có ít nhiều rồi và nó sẽ là một thuận lợi rất là lớn trong quá trình mà chúng ta học ở đây bởi vì thực ra thì cái nội dung này ấy, À, nếu chúng ta đọc cuốn xe khoa thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy rằng là nó hơi nặng nề về lý thuyết và nó hơi trừu tượng nữa Đấy. thế thì đối với nội dung lý thuyết thì uh, thực ra chúng ta có thể uh, học nó một cách sinh động hơn nếu như chúng ta sử dụng máy chiếu và các cái hình ảnh uh, các cái thí nghiệm um, mô phỏng của nước ngoài tuy nhiên là nó còn liên quan đến vấn đề bản quyền cho nên là thầy sẽ không trình bày trong cái bài giảng này và trong cái bài giảng này để cho nó đỡ nhàm chán thì thầy sẽ chỉ tập trung vào những cái vấn đề lý thuyết nào là trọng tâm nhất và những cái dạng bài tập cơ bản nhưng mà là trọng tâm nhất để cho chúng ta có thể học nó mà không cảm thấy chán lắm <laughs> thầy không dám chắc là nó không chán thì thầy chỉ dám nói rằng là nó không chán lắm thôi à, phần thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về các thành phần chung của nguyên tử nói về các thành phần chung của nguyên tử. Thế thì um, từ lớp 8 đó, chúng ta đã được biết rằng là nguyên tử của chúng ta thì được nó có hai phần cấu tạo. Ta nói về thành phần nhá, thì nó có hai phần cấu tạo. Đó là phần hạt nhân nằm ở bên trong, nằm ở lõi, đúng chưa? Và phần vỏ nằm ở bên ngoài. Nhá. Như vậy thì nguyên tử thì có thể chia làm hai thành phần, đúng không ạ? Đó là vỏ và hạt nhân. Tất nhiên là ở trong những bài học sau chúng ta sẽ còn đi sâu vào từng thành phần một. Nhưng cơ bản là chúng ta sẽ có vỏ hạt nhân và chúng ta có thể hình dung rằng nó nó giống như là một loại quả, một cái hoa quả mà chúng ta vẫn ăn ấy. Dụ như là quả đào, quả táo, hay một quả gì đó. Trong đó hạt nhân này của chúng ta chính là cái hạt, còn cái vỏ này chính là phần quả ở bên ngoài, nhá, phần thịt quả ở bên ngoài. Đấy. Trong vỏ thì nó sẽ chứa các electron tự do, chứa các electron chuyển động tự do. chuyển động tự do xung quanh hạt nhân Thế còn phần hạt nhân này thì sẽ chứa proton và neutron à, tất nhiên là cái gọi là chuyển động electron chuyển động tự do này xung quanh hạt nhân này thì ta gọi là tự do thôi chứ còn thực ra nó cũng có quy luật ấy, chứ không phải là tự do theo kiểu là thích thế nào thì cũng được đâu nó có những cái khuôn khổ giới hạn cái sự tự do của nó nhé còn chẳng qua là người ta dùng từ tự do đây để ám chỉ việc là gì các electron này nó không chuyển động theo những cái quỹ đạo xác định thực ra thì ngày xưa khi mà cách đây khoảng hơn 100 năm khi mà Rutherford xây dựng cái mô hình nguyên tử thì Rutherford có đưa ra một cái hình ảnh là gì ạ cái sự chuyển động của electron xung quanh hạt nhân nó giống như là sự chuyển động của các hành tinh xung quanh mặt trời tức là hạt nhân thì là mặt trời thế còn electron thì sẽ đóng vai trò như là những hành tinh chuyển động xung quanh nó đó. đó tuy nhiên là cái mô hình này thì nó chỉ có ý nghĩa tại thời điểm đó thôi và mang tính tham khảo thôi hiện nay thì người ta biết là nó không đúng nữa rồi bởi vì các hành tinh chuyển động xung quanh mặt trời thì sẽ có những quỹ đạo xác định ví dụ như trái đất chuyển động xung quanh mặt trời ta thấy là năm nào nó cũng như năm nào mà thời tiết thì xuân hạ thu đông biến đổi liên tục và nó có tính chất tuần hoàn nhưng electron tự thì lại không như vậy. Electron thì trong thực tế hiện nay người ta biết rằng là nó chuyển động xung quanh hạt nhân một cách gọi là có quy luật nhưng mà hơi ngẫu nhiên, hơi ngẫu nhiên nó mang tính xác suất. Đấy và do đó nó không đi theo các quỹ đạo xác định như là hành tinh xung quanh mặt trời. Cho nên cái 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 mẫu gọi là mô hình nguyên tử hành tinh của Rutherford thì nó chỉ có ý nghĩa lịch sử thôi. Chứ còn hiện nay thì nó không còn đúng nữa. Đấy thì đấy là cái thông tin đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng là các thành phần chung nguyên tử nó gồm có hai thành phần là vỏ hạt nhân thì trong hai thành phần này chúng ta có đề cập tới các hạt cơ bản đúng không đó là gì electron là proton và neutron thế thì chúng ta sẽ lại nói tiếp về các cái hạt cơ bản này và trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề này thế còn trong những buổi sau thì mình sẽ tập trung tiếp về hạt nhân về vỏ sau bây giờ ta sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai mà thầy vừa đề cập đấy ạ đó là gì các thành phần À, các hạt cơ bản cơ bản trong nguyên tử Với các hạt cơ bản trong nguyên tử thì chúng thấy là nguyên tử thì có ba loại hạt cơ bản là electron, proton và neutron. Thì trong sách khoa người ta có đưa ra cho chúng ta thông số của các hạt cơ bản này nhé và cái thông tin đó thì thực ra là chúng ta không cần phải nhớ bởi vì chắc chắn là không bao giờ người ta sẽ yêu cầu các bạn phải nhớ phải học thuộc con số đó Đúng không? chúng ta chỉ cần uh, nắm bắt được ta hình dung được nó nhỏ như thế nào Đúng không? và mối tương quan giữa các hạt cơ bản đó ra làm sao là được rồi cho nên đây thì thầy sẽ nhắc lại cái bảng thông số của các hạt cơ bản cho các bạn nhưng không yêu cầu các bạn phải nhớ ở trên bảng này thì chúng ta có thể thấy rằng là thầy đã ghi lại cho các bạn cái bảng tổng kết các cái thông tin quan trọng mà sách giáo khoa người ta cũng liệt kê cho các bạn về các hạt cơ bản đó là về khối lượng và điện tích của các hạt cơ bản Nhá. ở trên bảng này nó cũng thể hiện là gì ở vỏ nguyên tử thì có chứa electron còn hạt nhân thì chứa hai loại cơ bản là proton và neutron có hai thông tin quan trọng đây là điện tích và khối lượng trong đó này chúng ta nhìn thấy này điện tích của electron và điện tích của proton ấy, thì nó có giá trị bằng nhau đều là 1,602 nhân 10 mũ -19 Coulomb Tuy nhiên, electron thì là trừ Trừ -1,602 nhân 10 mũ -19 Coulomb Còn proton thì là cộng. Mang điện tích dương, dương 1,602 nhân 10 mũ -19 Coulomb Neutron thì không mang điện. Neutron nghĩa là trung tính, nhá, bản thân cái tên nó thể hiện điều đó rồi. Thế thì cái, cái con số này có điều gì đáng chú ý? Thứ nhất là bạn thấy là điện tích nó bằng nhau về mặt giá trị. Đúng không Chúng ta dễ thấy dễ thấy thứ nhất là về mặt điện tích thì điện tích của một electron có giá trị tuyệt đối bằng với điện tích của một proton bằng 1,6 x 10 uh, mũ trừ 19 Coulomb để thầy thu gọn nó lại cho nó dễ dễ nhớ đúng chưa đây là đơn vị đây là cái điện tích nhỏ nhất đo được ở trong tự nhiên vì vậy cho nên người ta còn gọi nó là điện tích nguyên tố gọi là điện tích nguyên tố ký hiệu là gì ký hiệu là e không hay biết đơn giản là một đơn vị điện tích một đơn vị điện tích như vậy có thể hiểu là electron thì có điện tích là trừ một đơn vị điện tích còn proton thì có điện tích là dương một đơn vị điện tích đấy là về điện tích ạ thứ hai là về khối lượng Về khối lượng thì bạn dễ nhận thấy là khối lượng của proton và neutron thì gần bằng nhau Một cái là 1,6726 x 10-27 kg Một cái là 1,6748 x 10-27 kg Tức là có sự tranh lệch một chút Và cái tranh lệch này thì sau này khi các bạn học vật lý hạt nhân Thì bạn biết là sẽ còn liên quan tới vấn đề về năng lượng nữa Đấy Nhưng mà tạm thời ở đây thì chúng ta chưa bàn tới vấn đề đó Thì ta có thể coi như là khối lượng của một proton Thì sẽ sấp xỉ bằng khối lượng của neutron được chưa? là 1,67 nhân 10 -27 kg. Như lối thầy đã nói thì các con số tuyệt đối ở đây thì gần như là chúng ta không cần phải nhớ. Chỉ có cái 1,6 nhân 10 mũ -19 lông thì nhớ thì cũng tốt thôi. Còn lại thì các bạn không nhất thiết phải nhớ, nó không cần thiết. Trừ phi trên lớp thầy cô nào mà khó tính lắm, bắt mình phải nhớ thì thôi chắc mình nhớ được một hai tuần rồi mình quên cũng được. Nhưng cơ bản là sau này lâu dài chúng ta không cần dùng đến nó. Bởi vì sao? Bởi bạn thấy là con số này nó quá nhỏ quá nhỏ bạn thể hình dung nó nhỏ ở mức độ như nào chúng ta biết là 10 mũ 9 là một tỷ đúng không ạ như vậy 10 mũ trừ 9 sẽ là một phần tỷ 10 mũ trừ 9 là một phần tỷ thì 10 mũ trừ 18 sẽ là một phần tỷ của tỷ một phần tỷ lần của tỷ lần đấy đúng chưa bây giờ nó là 10 mũ trừ 27 cơ có nghĩa là nó sẽ là một phần tỷ 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 của kg vô cùng nhỏ vô cùng nhỏ và cái con số này có lẽ là chỉ để giúp chúng ta hình dung được Áng lượng chừng được, ước lượng được Là nó nhỏ đến mức độ như thế nào Mặc dù thầy nghĩ là khó hình dung đấy Một phần tỷ 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 của kg Chính bởi vì nó nhỏ như vậy Nó nhỏ như vậy mà con số này còn lẻ nữa Cho nên là nếu như sử dụng con số tuyệt đối này Nó sẽ không tiện Và người ta buộc phải có cái đơn vị quy ước ở trong trường hợp này thì khối lượng proton và neutron là bằng nhau, sắp xỉ bằng nhau và người ta thường tính nó bằng 1 phần 12 lần khối lượng của đồng vị carbon 12 của đồng vị carbon 12 Đấy, hay còn gọi là đơn vị carbon mà các bạn học chương trình trung học cơ sở đúng không? lớp 8, lớp 9 đã học, ta gọi là đơn vị carbon còn bây giờ người ta còn có thể ký hiệu nó là AMU AMU là gì? đơn vị khối lượng nguyên tử Nhá hay là u thôi cũng được. Đôi khi người ta viết đơn giản là u. Như vậy khối lượng proton và khối lượng neutron là rất nhỏ và phải quy ước nó bằng một đơn vị đó là đơn vị carbon về khối lượng hoặc là amu hoặc là u về khối lượng. Được chưa? Nói chung là chúng ta thấy là, là khi mà gặp những con số quá lớn hoặc quá nhỏ thì người ta hay đặt ra những cái đơn vị mang tính quy ước như thế. Ví dụ như ở nhà chúng ta thấy là À, chúng ta ăn đong gạo đúng không đong gạo nếu như chúng ta nấu mỗi một bữa thì chỉ là đong vài bơ, bơ gạo vài bơ gạo vài ống gạo kiểu như vậy thế nhưng mà sau khi chúng ta dùng hết gạo rồi chúng ta sẽ đong một lượng lớn chúng ta thể đong vài yến gạo thì yến cũng là một đơn vị mang tính quy ước như thế thế nhưng mà những người mà buôn gạo người ta phải buôn hàng ta gạo thậm chí hàng tấn gạo thì tạ tấn đây cũng là một cái đơn vị mang tính quy ước nhé để mà biểu diễn một cái lượng lớn cho nó thuận tiện một lượng chất lớn thuận tiện Thế còn trong trường này là một cái lượng chất rất nhỏ muốn biểu diễn thuận tiện thì cũng phải dùng cái đơn vị quý ước ok thế còn electron thì sao electron thầy khối lượng của nó là 9,1095 nhân 10 mũ trừ 31 kg nhìn con số 9,1 thì ta có ấn tượng là có phải lớn đến 1,67 tuy nhiên hãy để ý đến cái lũy thừa của 10 đây là 10 mũ trừ 31 còn đây là 10 mũ trừ 27 như vậy thằng này phải nhỏ hơn tranh lệch của nó là đáng kể đấy ạ và người ta tính là gì khối lượng của một electron thì khoảng bằng một phần một nghìn tám trăm bốn mươi khối lượng của proton hay là electron hay là neutron và chính vì thế cho nên nó rất là nhỏ người ta coi như nó bằng không coi như thôi nhá còn đã là vật chất thì kiểu gì cũng phải có khối lượng nhưng người ta coi như là nó bằng không tạm coi là như vậy đó và thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì về mặt điện tích thì vỏ sẽ mang điện tích âm do electron gây ra hạt nhân mang tích dương do proton gây ra còn về khối lượng thì gần như tất cả khối lượng nguyên tử đều tập trung hết trong phần hạt nhân còn cái phần đỏ này chứa electron thì nó quá nhỏ quá nhỏ coi như là không đáng kể nhá. và chúng ta có thể suy ra như thế Đó là khối lượng của nguyên tử sẽ tập trung hầu hết trong hạt nhân và từ những thông tin về cái hạt cơ bản mà chúng ta liệt kề đây thì mình có thể tóm tắt lại về cái thành phần của nguyên tử nó như sau lúc trước thì chúng ta mới chỉ nói mang tính định, định tính thôi còn bây giờ chúng ta sẽ cụ thể hóa cái thông số bạn thấy là vỏ của chúng ta thì chứa electron có khối lượng thì coi như là bằng không còn điện tích thì sẽ là -1. trừ một trừ một đơn vị điện tích và không đơn vị về khối lượng còn phần hạt nhân sẽ chứa hai loại hạt cơ bản là proton và neutron. Đây để cho nó đủ ấn tượng thì thầy sẽ quy ước nó bằng màu giống như là thầy viết ở trên bảng kia. Hạt nhân thì có proton. Proton có điện tích là dương 1. Khối lượng coi như bằng 1. Được chưa? Còn neutron neutron thì điện tích sẽ là không khối lượng là một ổn chưa rồi thì đấy là thông tin về điện tích và khối lượng của các hạt cơ bản đấy là vấn đề đầu tiên chúng ta quan tâm tới các hạt cơ bản trong nguyên tử bây giờ chúng ta còn một vấn đề nữa rất là quan trọng liên quan đến hạt cơ bản đó là mối quan hệ giữa các hạt cơ bản ở trong cùng một nguyên tử vừa rồi chúng ta đã đưa ra thông tin về khối lượng và điện tích của từng hạt cơ bản nhưng đấy là từng hạt cơ bản đứng độc lập còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cái mối quan hệ của chúng nó trong nguyên tử nhé. Mối quan hệ. Giữa các hạt cơ bản. Trong một nguyên tử. Đây là nội dung rất là quan trọng bởi vì, vì nó sẽ liên quan tới các cái bài tập đặc trưng của cái phần này, cái chương này của chúng ta. Thế thì các bạn thấy rằng là gì? Thứ nhất là mối quan hệ giữa proton và electron. Thì các bạn biết rằng là một nguyên tử thì sẽ trung hòa về điện. Cho nên là số proton và số electron phải bằng nhau. Số proton và số electron phải bằng nhau. Bản thân điện tích tuyệt đối của proton và electron đã bằng nhau rồi đúng không? Bây giờ số lượng nó phải bằng nhau thì điện tích dương mới bằng với điện tích âm và nguyên tử mới trung hòa với điện. Và cái điều này thì các bạn đã biết từ khi chúng ta học lớp 8 rồi, đúng không? Trong chương trình hóa học lớp 8 chúng ta đã biết rồi. Ngoài ra phần vật lý nữa chúng ta đã học rồi. Thì đó mối quan hệ thứ nhất và nhờ cái mối quan hệ này ấy, cho nên là trong các bài tập mà cần phải xác định số hạt cơ bản của nguyên tử, chúng ta sẽ thấy rằng là người ta thường cho chúng ta hai dữ kiện thôi. Bởi vì thực tế là mình chỉ còn có hai ẩn thôi, đúng không? ạ? À, chúng ta có ba là cơ bản là p, n, e là ba ẩn. thế nhưng mà p vốn bằng e rồi, chúng ta thì thay nó bằng pp thôi, tức là một ẩn thay cho hai ẩn đấy. Vì vậy cho nên là số ẩn sẽ giảm đến được một. Rồi cái mối quan hệ thứ hai là mối quan hệ giữa p và n, là proton và neutron. Thì đối với các nguyên tố không phóng xạ đối với các nguyên tố không phóng xạ tức là những nguyên tố mà số proton của nó nhỏ hơn hoặc bằng 82 thì mối quan hệ giữa neutron và proton sẽ là n trên p lớn bằng 1 nhỏ bằng 1,52 Đấy thì đây cũng là một cái quan hệ quan trọng mà các bạn cần phải nhớ thì trong một số trường hợp chúng ta sẽ phải biện luận các cái vấn đề có liên quan đến chúng nó được chưa? Rồi, thì đấy là hai cái quan hệ liên quan đến các hạt cơ bản. À, bây giờ chúng ta nói về cái bài tập, bài tập mà xác định hạt cơ bản của nguyên tử. Thì như thế đã nói đấy, là trong nguyên tử thì có ba loại hạt cơ bản. Vì vậy cho nên là xác định ba cái hạt đó thì về nguyên tắc thì nó sẽ là ba ẩn. Nhưng do P bằng E cho nên chúng ta chỉ còn có hai ẩn thôi và thông thường thì đề bài kê cho chúng ta hai số liệu là chúng ta xác định được hạt cơ bản của một nguyên tử. Còn có những bài tập mà nó phức tạp hơn nó có hai nguyên tử hoặc là có nhiều nguyên tử trong một phân tử thì lúc bấy giờ cái số dự kiện phải tăng lên tương ứng nhé. Ờ, ở đây thầy chỉ lưu ý thêm các bạn thôi đó là cái dự kiện mà người ta hay sử dụng trong các cái bài tập này đó là gì đó là tổng số hạt cơ bản trong phân tử, chúng ta sẽ hay thấy cái dữ kiện này ở trong các bài tập. Tổng số hạt cơ bản sẽ là gì? Sẽ là tổng của p, n và e. Trong đó p và e bằng nhau, cho nên ta hay viết là bằng p cộng n. Dạ, trong đó, trong số các hạt này, thì số hạt mang điện đây cũng là dữ kiện hay có này số hạt mang điện sẽ gồm có gì proton mang điện dương và electron mang điện âm trên tổng này bằng 2p Được chưa? còn lại sẽ là hạt không mang điện hạt không mang điện chính là gì chính là neutron và thông thường người ta hay cho dữ kiện là số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện Được chưa? ở đây thì thầy còn một cái chú ý nữa mà vừa nãy thầy quên nó chưa nói thì bây giờ thầy bổ sung thêm cho các bạn đó là chúng ta nói rằng đối với nguyên tố mà không phóng xạ đúng không? P nhỏ bằng 82 thì n trên p tức là lớn bằng 1 nhỏ bằng 1,52 tức là số neutron thì thường là sẽ lớn hơn số proton. Lớn hơn hoặc bằng số proton và nhỏ hơn bằng 1,52 lần của số proton. Tuy nhiên chúng ta có một trường ngoại lệ. Đó là trường hợp của hiro. Thì cái đồng vị phổ biến của hiro ấy nó sẽ chỉ có chứa một proton ở trong hạt nhân và một electron ở vỏ thôi cho nên bạn thấy là khối lượng của nguyên tử hydro được tính là một đơn vị carbon là vì thế Nhá. khối lượng của nó sẽ là một đơn vị carbon bởi vì sao bởi vì nó không có neutron không có neutron cho nên là hãy nhớ rằng ấy, là trong nguyên tử trong nguyên tử thì sẽ có ba loại hạt cơ bản người ta thường phát biểu là như vậy hay là nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt cơ bản là proton electron và neutron tuy nhiên nếu như người ta thêm một chữ là nhất thiết thì chú ý rằng nguyên tử nhất thiết phải chứa electron và proton thôi, còn neutron thì không bắt buộc. Nó phải có proton, đó, và có proton thì phải có electron thì nguyên tử của chúng ta phải điện, nhưng neutron thì không bắt buộc phải có. và đấy chính là trường hợp của hydro. thì chú ý thêm thấy cái chi tiết đấy nhá cho nó chọn vẹn đầy đủ hơn về kiến thức. thế còn á, về cái hạt cơ bản này thì trong sách khoa của chúng ta người ta có trình bày cho mình thêm một số vấn đề nữa. ví dụ như là người ta trình bày về cái lịch sử nghiên cứu và tìm ra, phát hiện ra các cái hạt cơ bản là electron, proton và neutron thì những cái thông tin đó thì nó thuần túy là lý thuyết thôi. cho nên nếu chúng ta chỉ đọc sách ấy, thì ta sẽ cảm thấy hơi nhàm chán. các bạn có thể tìm hiểu thêm trong các tài liệu tiếng anh, tài liệu nước ngoài hoặc là các cái thí nghiệm uh, mà trong sách giáo khoa họ chỉ mô tả trên hình ảnh, trên trên giấy thôi. các bạn có thể tìm các thí nghiệm đó ở trên youtube. chúng ta có thể thấy là người ta thiết kế những thí nghiệm rất là hay để chỉ ra sự có mặt của electron, hay là proton, hay là neutron. Thế còn trong khóa học này ấy thì thì thầy sẽ tập trung vào những chủ đề mà mà chắc chắn là nó được đưa vào trong các bài kiểm tra trên lớp hay là thi trong khối quốc gia sau này thôi chứ thầy không có đi vào những cái kiến thức mà có thể nói là hơi dâu riêng một tí tức là chúng ta có học rồi chúng ta cũng quên nên thầy sẽ không trình bày về cái lịch sử tìm ra hạt cơ bản cũng như là các thí nghiệm chứng minh sự có mặt của hạt cơ bản nhé thế còn ở đây chúng ta tập trung ghi nhớ thành cái nội dung này để đáp ứng các yêu cầu và giải toán của phần này chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu từ ví dụ thứ nhất một cái bài tập nó rất là đặc trưng cho phần này người ta cho nguyên tử nguyên tố x có tổng số hạt cơ bản là 40 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 yêu cầu là xác định số lượng các loại hạt cơ bản trong x rất đơn giản ta thấy là trong bài tập này thì chúng ta có được hai số liệu đó là 40 và 12 Đấy, ngoài người ta yêu cầu là xác định hạt cơ bản trong cái nguyên tử x này thì như có thể là phân tích rồi đấy là trong một nguyên tử thì chúng ta có ba loại cơ bản proton electron và neutron được chưa? nhưng vì proton và electron bằng nhau rồi chúng ta chỉ còn hai ẩn thôi là p và n thế thì bạn hãy biểu diễn hai cái số 40 và hai và 12 kia theo p và theo n thế là chúng ta sẽ tìm được kết quả nhé à, và các bạn dừng hình video đi ạ các bạn làm trước nhé sau đó chúng ta sẽ so sánh với phần chữ của thầy xem là mình làm có đúng không ở đây thì bạn thấy là từ giả thiết thì chúng ta sẽ gọi là giải thì từ giả thiết chúng ta có được hệ phương trình này. nhất là tổng số hạt cơ bản thì sẽ gồm có p cộng n cộng e tức là 2 p cộng n bằng 40, mươi cái biểu thức này thì cũng có thể đã cho rồi đấy trong đó này hạt không mang điện nhiều hơn hạt không mang điện à hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện sẽ là gì lúc nãy thầy đã viết cho bạn rồi hạt mang điện của chúng ta thì gồm có p và e tức là 2 p còn hạt không mang điện là n thì bằng 12 sau này khi nó thành thạo chúng ta thể viết luôn hai cái biểu thức ra mà không cần cái phần dẫn ở phía trên này nhá thì đây là hệ hai trình hai ẩn này 2 p cộng n 40 và 2 p trừ n 12 hay nói khác là đây chính là bài toán biết tổng và hiệu mà chúng ta đã học từ hồi lớp 4 lớp 5 đúng chưa vì vậy rất là dễ dàng chúng ta sẽ tìm được p và n tất nhiên là bây giờ thì không ai giải theo kiểu lớp 4 lớp 5 nữa chúng ta nhập hệ số máy tính thôi nhá các bạn chọn chế độ ở trên máy tính nhá, giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cho nó nhập hệ số 2140 2 1 12 thì nó sẽ trả chúng ta kết quả P bằng 13 N bằng 10 14 và P này thì bằng E luôn ạ để trong nguyên tử trung hòa về điện vậy thì đây chính là kết quả của chúng ta P và E thì là 13 còn N là 14 chúng ta có một cái ví dụ thứ hai nó cũng tương tự này. ở đây người ta cho ta nguyên tử nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 34 trong đó số hạt mang điện thì nhiều gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện hỏi số lượng các loại hạt cơ bản ở trong a là bao nhiêu thì trong bài tập này chúng ta thấy là chúng ta có một nguyên tử đúng không và nó có hai cái thông tin một là tổng số bằng 34 và thứ hai là hạt mang điện thì nhiều gấp 1,833 lần hạt không mang điện như vậy thì chúng ta cũng có thể là lập hệ hai trình hai ẩn từ hai sự kiện này nha và các bạn hãy giải trước đi rồi chúng ta sẽ so sánh lời giải với nhau ở trong trường này thì bạn thấy rằng dễ dàng là gì ạ giả thiết cho ta hệ phương trình và thầy nghĩ là lần này thì thầy không cần giải thích gì nữa thứ nhất là tổng số hạt tức là 2 p cộng n sẽ bằng 34 và thứ hai là hạt mang điện là p cộng e đấy bằng 2 p sẽ gấp ba lần của n là hạt không mang điện giải hệ rất dễ dàng ta đã được p bằng 11 còn n bằng 12 và p thì bằng e rồi đúng chưa đây chính là đáp số của chúng ta bài tập hết sức là đơn giản chúng ta tiếp tục với ví dụ thứ ba lần này thì thầy đã chuyển sang một cái tình huống khác đó là trong trường hợp này thì chúng ta tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố x là 13 ba có hỏi là số hạt cơ bản mỗi loại ở trong nguyên tử x là bao nhiêu như vậy thì trong trường hợp này chúng ta thấy là chỉ còn có một sự kiện thôi bình thường hai tập trước thấy là bao giờ nó sẽ cho mình hai sự kiện đúng không sau đó đi yêu cầu chúng ta xác định số hạt cơ bản mỗi loại bây giờ chúng ta chỉ còn đúng một sự kiện duy nhất là 13 ba thì phải làm nào bây giờ rằng mình còn hai ẩn mà nó lại chỉ cho một dữ kiện thì làm sao mà tìm được bây giờ? Chẳng nhẽ lại kẻ cái bảng để xét uh, theo phương trình nghiệm nguyên thì có vẻ là không được khả thi lắm. Đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên là các bạn hãy dừng hình video đi. Các bạn thử suy nghĩ xem hướng giải là gì. Sau đó thì hãy so sánh với phần triệu của thầy nhá. Ở đây thầy có thể gợi ý cho các bạn như này. Uh, chúng ta vốn nó có ba loại hạt cơ bản P, N, E. Đúng chưa? Cho nên về nguyên tắc là chúng ta phải có ba số liệu thì mới giải hệ trình được. Tuy nhiên, chúng ta thu gọn lại chỉ còn hai ẩn được là nhờ P bằng E Và dùng quan hệ đó ta đưa được từ 3 lần còn hai lần Vậy bây giờ chúng ta chỉ còn một dữ kiện thôi Đúng không ạ? Vậy thì làm sao ạ? Vậy thì các bạn phải khai thác thêm cái quan hệ còn lại Là quan hệ N trên P ấy. Thì các bạn mới giải quyết được bài tập này Nhá, đó là gợi ý Và bây giờ các bạn hãy dừng hình đi Làm xong rồi so sánh với thầy Nhá Ở đây chúng ta đều biết rằng cái quan hệ N trên P đấy Là như thế nào rồi Bởi Vì vậy thầy, thầy vừa cho các bạn mà Ai cũng biết Vấn đề là khai thác nó như thế nào cơ Mới là vấn đề Ai cũng biết rằng n trên p thì nhỏ bằng 1 và nhỏ bằng 1.52 Nhưng ta sẽ khai thác nó như nào bây giờ Thì ta sẽ biến đổi Cái biểu thức này đi Chúng ta nhân cả 3 vế với p P là số dương cho nên nó không làm đổi dấu Của bất phương trình Tương đương với Sau đó chúng ta lại cộng 2p Và 3 vế của bất phương trình để được 3p Thì sẽ nhỏ bằng n cộng 2p và nhỏ hơn bằng 3,52p. Trong đó cái n cộng 2p này này sẽ là gì? Sẽ là tổng số hạt cơ bản mà đề bài cho. Đúng ạ. Và như vậy thì chúng ta sẽ rút ra được một cái kết quả rất là quan trọng đó là gì? P của chúng ta P của chúng ta sẽ nhỏ hơn bằng tổng số hạt cơ bản chia cho 3 và lớn bằng cái tổng số các bản đó chia cho 3,52 Đấy, đây là một kết quả rất là quan trọng mà chúng ta có thể căn cứ vào đó để xác định được các hạt cơ bản của nguyên tử trong trường hợp mà mình chỉ có đúng một sự kiện là tổng số hạt, được chưa? Bây giờ thay số vào trường hợp này, chúng ta sẽ có, thầy viết đây, thay số vào chúng ta sẽ có p nhỏ hơn hoặc bằng 13 trên 3, tức là cỡ khoảng 4,333. Thế còn lớn hơn bằng uh, 13 chia cho 3,52, cái này cỡ bằng uh, 3,69 gì đó các bạn thì bấm lại máy tính nha cho nó chắc từ đó chúng ta dễ thấy rằng p bằng e và bằng 4 và nó phải là số nguyên mà và n thì sẽ bằng 5 vì tổng số hạt bằng 13 đấy thì đấy là kết quả chúng ta sẽ rút ra được và như vậy các bạn thấy rằng là nếu như đề bài chỉ cho chúng ta dự kiện là tổng số hạt cơ bản nhưng ta biết cách khai thác tỷ lệ là trên b thì ta vẫn tìm được, được kết quả mình cần à, tuy nhiên ấy, là phải chú ý một điều như này này ở đây chúng ta biện luận được ấy, bởi vì sao em thấy không? Cái cận dưới với cận trên của nó lần lượt 3,69 và 4,333 thì trong cái khoảng đấy nó chỉ có một giá trị nguyên duy nhất là P bằng 4 thôi. Được chưa nào? Và như vậy trên cách làm này sẽ chỉ áp dụng được trong trường hợp tổng soát cơ bản này phải đủ nhỏ. Còn nếu mà tổng soát cơ bản này là một con số rất lớn thì nó sẽ ví dụ như thẳng 50 hay là 80 chẳng hạn. 80, 50 đi, cho 50 đi thì các bạn thấy cái khoảng từ chỗ 50 chia cho 3,52 cho đến 50 chia 3 này sẽ có rất nhiều giá trị nguyên đạt được Đấy, vì vậy trên cách này là cũng chỉ áp dụng những trường hợp mà tổng soát cơ bản đủ nhỏ thôi nhé và tất nhiên là cũng chỉ khi nào tổng soát cơ bản đủ nhỏ thì người ta mới cho dạng bài tập như thế này chứ còn nếu như nó lớn rồi ấy, thì bao giờ người ta cũng sẽ phải cho thêm một sự kiện nữa thì chúng ta mới tìm được